Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em có mua được cái vỏ và hôm nay em quyết định em sẽ làm một cái điện thoại mà sẽ không bao giờ đụng hàng nha mọi người nha. Thì em sẽ kể sơ qua về cái công trình và cái mà em cần làm cho mọi người coi để mọi người biết em sẽ làm như thế nào nha. Thì trước hết là em sẽ chuyển bộ toàn bộ cái bộ phận main máy và pin qua bên này nha mọi người nha. Và tiếp theo là cái màn hình này, em sẽ tách ra, em sẽ lấy gioăng ra và em sẽ làm cái kính này nó ra màu trong luôn nha mọi người nha, nó trong vắt luôn. Và em sẽ cài một cái hình nền, đó chính là hiển thị cái bo mạch lên nha mọi người nha. Nó giống kiểu như là ví dụ iPhone 6 thì em sẽ tải cái phần mềm iPhone 6 về thì nó hiển thị bo mạch, ví dụ là pin này, main các kiểu luôn. Và chỗ này nó cũng đều là trong vắt luôn nha mọi người nha. Thì nhìn xuyên thấu luôn nha. Là mặt trước xuyên thấu, mặt sau thế này sẽ là màu như thế này. Đấy. Thì cái này bỏ ra rất là mất thời gian nha mọi người nha. Thì trong quá trình làm thì mọi người có thể là tua cũng được, không thì em sẽ tua nhanh cho mọi người coi nha mọi người nha. Đấy. Đây chính tay em làm luôn nhé. Cái này thật sự ra mà nói thì bây giờ điện thoại thì mẫu mã thì rất là nhiều. Ô, con này có sửa rồi mọi người. Đây em sẽ làm con khác nha. Máy zin, làm loại này phải làm máy zin thôi. Gọi là để sau chút nữa còn nhớ ốc mà vặn mọi người ạ. Chứ bạn sẽ ốc lại là không có đúng là nó sẽ ảnh hưởng sang cái vỏ nha mọi người nhé. Nó sẽ bị hằn qua cái vỏ. Làm cái này nó cũng sẽ rất là tốn thời gian đấy mọi người ạ. Cái này sẽ bỏ. Này, mình rất là xinh đẹp nha. Mấy cái này để em kiểm tra cho nó, khi bảo bao nhiêu thì em báo cho anh luôn. Chắc là nó cũng toàn là iOS 13 hết rồi anh ạ. Vâng. Rồi rồi để em đợi cái nào thấp nhất em lưu rồi cho anh. Dạ. Vâng ạ. Rồi rồi. Nên đã em quen không cho mọi người để ý cái phần này. Cái này cũng sạc cái zin luôn đấy.
em sẽ thay vào màu đỏ anh em nhé, anh một tí nữa nhé. Cái này ốp này vào đấy, định tâm này đã. Mấy cái này mình phải làm rất từ từ mọi người ạ, chứ không thể làm gấp được đâu. Đúng khớp, đúng ngày một phát một là nó sẽ vào thôi nha mọi người nhé. Công đoạn này thay vỏ thì nó rất là dễ mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng mình ốc nhái là mình phải vặn chuẩn đúng nha mọi người nhé. Chứ vặn sai là cũng không được nha. Hiện tại thì em thấy là em đã bỏ qua một bước. Và cái đây chắc chắn em sẽ phải tháo cái ba ra mới lại rồi. Em gắn lại rồi.
bơm đây này anh ơi. Cái đấy em bán rồi ạ. Dạ. Vâng, cái đấy em bán rồi. Vậy cái kia có được không anh? Cái 6S64 kia. Rồi, anh bạn em xíu nhá, có gì xíu lên đơn cho anh ạ. Vâng, vâng, tại vì em đây về em đang bận một xíu ạ. Em chưa nạp thẻ nữa ạ. Vâng, vâng, vâng. Rồi, rồi, em chào anh. Đấy, đáng lẽ là, vừa nãy là phải gắn cái kia vào trước. Nếu bạn sai ốc thì chắc chắn nó sẽ hàn ra đằng sau nha mọi người nhé. Rồi, đây là bộ phận dưới mình đã lấy hết ra nhé. Tiếp theo mình sẽ làm bần rồi. Và sau khi mình đã tiến hành và thay xong cái vỏ nha mọi người nha. Còn bước cái quan trọng nhất là bây giờ này. Quan trọng nhất bây giờ là không phải việc gắn men vào hay là gắn pin vào đâu, mà là em sẽ phải tháo màn hình ra. Đây em thử gắn vào xem là cái vỏ này có được khít không nhá. Đây mọi người thấy không? Và bây giờ em sẽ phải tháo màn hình ra nha mọi người nha. Em phải tháo hết ra để em bỏ cái kính này đi. Và em ép lại cái kính trong vắt luôn nha, trong suốt luôn nha mọi người nha. Đây, để đây. Đây cái vỏ cũ này em sẽ để sang bên. Bây giờ cũng khá là khuya rồi đó. Em làm một cái video này cho thật là chi tiết cho mọi người coi nhé. Xem là nó cực như thế nào. Liệu có bỏ cái tiền công mình bỏ ra không? Cái vỏ này nếu như mà mua lẻ thì nó rớt vào khoảng cỡ 350 một cái nhé mọi người nhé. Còn cái kính này thì nó là muôn vàn mọi người ạ. Cái kính này có thể là tùy theo vào tay nghề.
tay nghe giỏi thì ép nó sẽ đẹp. Và mọi người sẽ cạo cạo cái lớp keo màu trắng ra nha mọi người nhé. Đây. Cắt bỏ cái này nhé. Tất nhiên là cái miếng rong này mai em sẽ phải thay miếng khác rồi. Đây, em sẽ giới thiệu sơ qua nha mọi người nhé. Này thấy chưa? Và em sẽ phải tách cái kính này ra này mọi người. Em sẽ tách cái kính này ra. Rồi em sẽ cạo nó trong vắt như này nha mọi người nhé. Làm này nó sẽ rất là tốn thời gian. Đây mọi người thấy không? Rất là khó nhé. Cho nên là một cái điện thoại mà làm ra được cái sản phẩm như thế này không phải là nhanh đâu mọi người ạ. Rất là chậm và lâu. Đây mọi người thấy không? Đã trong vắt ngay này. Để xíu nữa em sẽ, đây mọi người thấy không, đã lòi được thấy ốc ra này. Em cạo sơ cho mọi người coi đây nhá. Thì có khả năng em vẫn lấy cái kính cũ này luôn để cho đảm bảo là cái kính zin của nó. Mình phải làm những cái thứ mà người ta không làm, thậm chí là có thể làm được nhưng người ta không có làm, mất thời gian. Như em thì thời gian em thì cũng rảnh, cũng không có gì mà bận cả mọi người. Nhưng mà làm này thì mọi người thấy là cái công sức mình bỏ ra nó không hề mà phí chút nào khi mình xài một cái điện thoại không đụng hàng nha mọi người nhé. Đây mọi người thấy không, rất là khó. Cậy ra không phải là chuyện đơn giản. Đây. Và thêm một cái hình nền trong suốt nữa nha mọi người nhé.
Thì để xíu nữa em sẽ bật cái máy touch lên và em tắt cái màn hình này ra trước để cho nó dễ làm hơn nha mọi người. Xong rồi bắt đầu mình lại vệ sinh sạch sẽ, rồi hôm đó mình ép lại và ép cái gioăng lại nhé, và gắn phụ kiện vào là gắn men vào là xong. Đó, nghe cái tạch cái là cái máy này nó hút chân không nha mọi người nhá. Thì trong quá trình này em hấp sẽ là 5 phút nha mọi người nhé. Và trong quá trình chờ đợi em sẽ tải cái phần mềm mà cái hình nền mà trong suốt về nha mọi người nhé. Em chưa gắn tiếp xúc anten luôn nhưng mà sóng vẫn mạnh như thường. Đây, iPhone 6 đây. Cái này của iPhone 7 lớt này. Cái này 6 lớp hay 6G ta? Đây là 6 lớp. Đây iPhone 6 đây mọi người. Mình sẽ ấn lưu và tải về nha. Mình sẽ căn cho nó vừa đúng với khớp với cái này nhá. Đây như này em thấy khớp rồi nhá. Cả hai. Đây, sau khi xong đây thì bây giờ tiếp tục sẽ cái màn hình này ra nhá. Trong quá trình đấy giờ ấp cũng được cỡ 5 phút rồi, hơn 5 phút rồi. Thank you.
Đây, sau khi đã ép xong đây mọi người. Đấy. Em sẽ ép vào luôn để thưởng thức nha. Đây, mọi người thấy giống chưa? Khớp chưa? Rất là khớp luôn nhé mọi người nhé. Đấy. Thì cái này em chỉ gắn anten với tất cả những thứ vào nữa là ok này. Đấy. Cái này em chưa gắn cái gioăng nó vào cho nên là nó không được mượt nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn cái gioăng vào cho mọi người coi luôn. Cái gioăng này thì phải nhờ đến đến keo nhá. Em phải vệ sinh sạch hết những cái viền này đi đã. Đây là keo nha mọi người nha. Keo này nó sẽ không khô ngay. Và khi khô xong rồi em sẽ lại vệ sinh bên trong lòng nó một lần nữa nhé mọi người nhé, để cho nó đảm bảo cái độ đẹp.
Cái này quá trình này khô keo rớt khoảng cỡ 15 phút đến 20 phút mọi người ạ. Cho nên em sẽ phải dừng lại video một chút nha, để em cho nó thật là chắc chắn nha mọi người nha. Và quá trình đã thành công nha mọi người nha. Đây, và đây là thành phẩm nha mọi người nha. Để bây giờ em lại gắn vào cho mọi người coi này. Em cũng chưa vặn ốc ở dưới mên đâu, còn trên màn đã vặn hết rồi nha. Thì tránh mất thời gian của mọi người cho nên là em đã phải làm trước. Đây. Đó, mọi người thấy không? Mình sẽ ráp vào xem có khít không nhá. Đây. Đây là thành phẩm rồi nha mọi người nha. Camera thì em chưa có tắt nguồn cho nên là cái cam trước này phải tắt nguồn mới nhận được cho mọi người nhé. Rồi, phải là quá trình đụng một chiếc iPhone đã xong rồi nhé. Đụng độc quyền, nó không đụng hàng nhé. Rồi em xin phép dừng lại video đây nhé. Xin chào mọi người.
Và sau khi mình đã tách màn hình ra rồi nha, thì mình test thử lại một lần nữa xem là màn nó còn sống hay là đã hư rồi. Trời, trong cái quá trình ép tách màn ấy rất là nguy hiểm. Thì để tránh mất thời gian thì mình phải kiểm tra và test kỹ trước nha mọi người nhé. Làm này cắn xương là chuyện bình thường nhé, không có gì hết. Cái màn hình này là màn lô nha mọi người nhé, cho nên là mình không có sử dụng nữa, màn lô mình bỏ nhé. Màn hình vẫn sáng đẹp bình thường. Đó. Đây, và cái kính mình đã cạo ra đến đây rồi này. Cái gioăng đây nha mọi người nhá. Đây cái gioăng. Cái gioăng này xíu nữa mình cũng phải cắt cho nó gọn đi. Kém cho nó gọn đi cho nó đẹp nha mọi người nhá. Cho nó cái lỗ nó nhìn cho nó cảm giác như là nó thần thánh. iPhone hả? Con iPhone đó nó bị lỗi xe sạc. Thay rồi anh ơi, em tính gọi mà em quên mất. Con đó 450 anh ạ. Lát nó lấy được không anh? Xíu nữa quay lại lấy được không? Tại vì em chưa có ráp lại. Có 30 phút nữa nha. Vâng. Để em đi ngược nha. Rồi rồi. Cái kính này em bóc từ một cái màn zin qua nhá, nên là nó rất là bền và nó khó cạo mấy cái này ra nhé.
đã hoàn thành. Đây. Được một sợi kính trong vắt rồi nha. Việc tiếp theo là gắn cái gioăng nha mọi người nha. Em sẽ lau chỗ này cho sạch. Thì bây giờ tiếp tục em lại dọn cái phần này đi nha. Để cho nó thêm tăng độ đẹp lên nha mọi người nha. Nãy giờ có rất là nhiều người gọi nhưng em không thể nghe máy được. Để đang lỡ phát trực tiếp cho mọi người, đang lỡ làm video cho mọi người. Hoàn toàn em làm bằng thủ công hết nha mọi người nhé. Không có một chút nào mà can thiệp về thêm máy nữa. Kể cả cạo cái kính kia nhá, cũng là thủ công luôn. Cái mà em để cắt chừa lại là cái chỗ đó để bắt cái vân tay nha mọi người nha.
em làm này để cho nó hở được hết những cái bo mạch bên trong ra. Càng hở nhiều càng tốt nha, càng đẹp. Rồi, chắc em chỉ làm như này thôi. Đây. Này, sau khi ép màn hình vào thì em sẽ gắn keo nha mọi người nhé.